tin vui cho hàng tỷ người trên thế giới là công ty kỹ thuật sinh học Moderna có trụ sở Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ đã cho biết là họ đã có thành công đầu tiên trong việc thử nghiệm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên người. Moderna cho biết là những tình nguyện viên khỏe mạnh sau khi được tiêm vaccine đã có được kháng thể chống virus trong cơ thể. Và điều quan trọng nữa đó là vaccine của Moderna không có tác dụng nào phụ, rất an toàn những kháng thể của những tình nguyện viên này rất giống kháng thể của những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Tuy nhiên, điều cần phải tiếp tục đó là làm xét nghiệm trên một số lượng người đông hơn nữa. Trong lần thử nghiệm đầu tiên này, chỉ có 8 người và không có ai lớn hơn 55 tuổi. Trong khi đối với COVID-19, bệnh nhân có tuổi càng cao thì càng dễ bị virus hạ ngục. Moderna này cho biết là giai đoạn xét nghiệm thứ hai đã bắt đầu với số người tình nguyện là 600 người đã được cơ quan thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ cho phép. Nếu thành công, theo các chuyên gia của Moderna, vaccine của họ có thể được sử dụng rộng rãi vào cuối năm hay là đầu năm 2021. Dù chỉ mới là một kết quả còn bị giới hạn, nhưng tin của Moderna đã làm cho thị trường chứng khoán New York tăng trở lại, nhất là cổ phiếu của Moderna đã tăng đến 25%. Phải nói rằng trong lịch sử thế giới chưa bao giờ con người mong ngóng chờ đợi thông tin mới nhất từ những nhà khoa học y khoa như hiện nay. Mong rằng những nhà y khoa có thể tìm nhanh chóng ra được loại vaccine hay là thuốc chữa loại virus corona. Ở bên UK thì trường đại học University of Oxford nơi đã sáng chế ra loại vaccine có tên là ChAdOx1 ncov 19 và đây là loại vaccine trị virus cảm cúm nhiễm loài khỉ nhưng sau đó nó được sáng chế lại để mà trị virus Vũ Hán. Và đã có 8 con khỉ được trích loại vaccine này và miễn nhiễm thành công với vaccine loại này sau đó. Phải nói rằng quá trình thử nghiệm từ khỉ lên người thực sự còn rất xa. Nên thông tin đại chúng vừa qua chúng ta có thể thấy rằng Người được thử nghiệm liều thuốc đầu tiên đó là cô tiến sĩ vi sinh vật học Elisa Renato. Vì tiến sĩ sinh vật học Eliza Renato là một trong những người hợp tác với trường đại học để mà làm ra loại vaccine này. Và cô cho biết là cô rất tin tưởng và hy vọng cao với loại vaccine này dùng để chữa virus Wuhan. Hiện nay ở UK có khoảng 50 người tình nguyện để mà thử nghiệm loại virus này. Ở trong độ tuổi từ 18 cho đến 50 tuổi và sau đó thì sẽ thử nghiệm trên 3.000 người tình nguyện ở tại châu Phi. Vaccine xin X1 COVID-19 hy vọng được đưa ra thị trường vào cuối tháng 9 này. Và theo một nguồn tin khác thì Trung Quốc cũng có thể có vaccine sớm hơn các nước khác, tuy nhiên không có nước nào hy vọng về chuyện này. Vào tháng 5 thì dự trù sẽ có một cuộc họp giữa các quốc gia Âu Châu để mà thúc đẩy và hỗ trợ việc phát triển vaccine. Còn nguồn tin về dịch ở Hoa Kỳ trong lúc này tuy có chậm lại đôi chút nhưng là vẫn chưa khá hơn lắm vì là mỗi ngày có gần 2.000 người đã tử vong. Và sự hy vọng nằm ở con số bình phục nay đã cao hơn gấp đôi con số tử vong. Đó là một dấu hiệu khả quan rất mừng vì đây là lần đầu tiên xảy ra sau nhiều tháng. Có nhiều người đặt câu hỏi là chừng nào sẽ hết virus Vũ Hán và virus này có thể sẽ không bao giờ hết và thực sự nó sẽ còn tồn tại ở loài người. Nhưng nếu khi thế giới đã có vaccine rồi, thì loại virus này cũng sẽ được liệt vào một trong các loại virus blue khác mà thôi. Bác sĩ gốc Việt Thủy Trang Nguyễn vừa có nhận định cá nhân về câu hỏi mà nhiều người thắc mắc là liệu đã nhiễm virus Vũ Hán và sau đó chữa khỏi rồi có bị tái nhiễm lại hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của vị bác sĩ này trả lời Chỉ mang tính cách cá nhân, bởi bác sĩ giải thích là hiện tại là chưa có dữ liệu khoa học chứng minh về chuyện này. Bác sĩ cho rằng điều này là không thể, mặc dù là thông tin này đã được số báo chí đưa lên. Và chuyện này thực sự là chưa từng xảy ra tại Mỹ và các nước ở Âu Châu. Khi một người được kiểm tra dương tính với bình corona ở tại Trung Quốc thì chưa chắc là họ đã bị dương tính với Vũ Hán mà bị một loại virus blue hoặc là tương tự. Bác sĩ giải thích rằng lý do là Trung Quốc không sử dụng máy PCR để mà test đại trà mà đa số chỉ test bằng kit lấy máu xem phản ứng của kháng thể rồi cho rằng bị Vũ Hán. Hàng trăm ngàn test kit từ Trung Quốc bị các nước khác trả lại vì không chính xác. Hiện tại thì Nam Hàn cũng test bằng kit test xem phản ứng kháng thể. Chỉ có 1 phần 2 được test bằng PCR mà thôi. Còn ở tại Hoa Kỳ không xảy ra chuyện người test âm tính rồi sau đó lại dương tính hay là nhiễm rồi chữa xong lại bị nhiễm lại vân vân Là vì Mỹ test qua hai giai đoạn Giai đoạn 1 test kit xem sang kháng thể phản ứng với virus và sau đó giai đoạn 2 sử dụng máy PCR. Vì lý do chỉ sử dụng test kit như ở Trung Quốc hay là ở một số nước châu Á thì khả năng cao đó là nhầm virus khác rồi sau đó cho rằng là bị nhiễm lại. Người bị nhiễm blue cũng vậy, có khả năng tuy không cao nhưng xảy ra là nhiễm luôn hai loại virus blue cùng một lúc hoặc là vừa nhiễm xong virus blue này thì chữa lành thì virus lưu khác lại xâm nhập hiện nay chưa có dữ liệu khoa học nào chứng minh nhiễm virus vũ hán xong chữa lành và bị nhiễm lại tất cả thông tin chuyện này đều do một số bác sĩ trung quốc hoặc là nước khác để kể lại và báo chí đưa tin chứ không có dữ liệu chứng minh quá trình thử và chữa ra sao của một bệnh nhân đặc biệt đó theo kinh nghiệm của bác sĩ thì trang và theo khoa học hàng trăm năm nay thì chưa có chuyện người bệnh bị nhiễm đi, nhiễm lại cùng một con virus trong một thời gian ngắn. Không lẽ con virus Vũ Hán biết thay áo mới hay là ngụy trang như là lính bánh tỉa hay sao? Vì bác sĩ nói như vậy. Chúng ta hãy chờ xem một thời gian nữa khoa học sẽ chứng minh được chuyện này có xảy ra hay không. Và tất cả thông tin bây giờ đều là mơ hồ vì không có dữ liệu để làm bằng chứng. Đây là nhận định riêng của bác sĩ Thủy Trang xin cảm ơn bác sĩ đã gửi thông tin này đến mọi người. Người Việt có một câu nói, Mỹ là thiên đường giới trẻ, địa ngục giới già. Nay tôi đã vào cái tuổi giữa 70. Thực sự mà nói, câu này thật là thấm thiế. Mỹ có tất cả những sản phẩm dành cho thanh thiếu niên, dành cho thiếu nhi, cả đồ chơi, phim ảnh, máy chơi điện tử, thính thị, khu giải trí có chủ đề. Và còn đối với người già thì chỉ có sự cô lập và nỗi cô đơn. Căn bản nếp sống của người Việt dựa vào gia đình và cộng đồng. Và khi ta mất những gì đó thì ta mất đi một phần lớn của cái tôi. Khi còn sống ở Việt Nam, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sinh sống tại một nơi nào khác ngoài quê hương. Ta sống và chết nơi tiền nhân đã sống và đã chết. Ta có thân nhân, có dòng họ, ta có gia đình, có những miếu đền, một khi ta đã quen miền đất với mồ mả tổ tiên, ta sẽ không còn sợ tử thần và cái chết. Nhưng tại Mỹ, lối sống cũ của chúng ta không còn nữa. Chúng ta buộc phải ra đi khi cuộc chiến kết thúc và chúng ta đã sống xa xứ từ lúc đó. Ngày nay, bạn bè và thân nhân của chúng ta tản mạn khắp nơi trên thế giới. Ở tại Mỹ càng già càng mất mát nhiều, mất bạn bè, người thân, mất trí nhớ, mất khả năng di chuyển và ý nghĩa của chính mình chương điện thoại kêu tôi nhấc ống máy đây là bà tên này bà tên nọ ở los angeles bà mắc bệnh tiểu đường và mới bị cưa chân rồi chương điện thoại lại reo nữa ông tên ni ông tên nớ ở georgia bị ung thư phổi chỉ còn sống khoảng vài tháng ở việt nam chúng tôi đều là bạn thân nhưng với cái tuổi đời trồng chất như tôi tôi làm sao đến thăm họ được khi họ hàng ngàn cây số cách xa làm sao ta tưởng tượng được đến việc gọi điện thoại cho người bạn thân khi họ nằm chờ chết trong bệnh viện để nói lời xin lỗi là không thể tận mình đến viếng thăm được lần cuối. Ấy vậy, tôi làm điều này mỗi tháng thực sự là buồn lắm. Vợ chồng chúng tôi dự định đi một chuyến du lịch Âu Châu. Và chuyến đi này được chúng tôi xem đó là chuyến đi cuối cùng để nói lời giã biệt thân nhân bạn bè. Chúng tôi biết là sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ không đi đây đó được nữa vì sức khỏe đã kém và sẽ không thấy mặt họ nữa, tôi gần như là không bước xuống được cầu thang nhà vì đầu gối chân rất đau. Nhà thì đã bán, giờ thì chúng tôi ở trong một chung cư có thang máy, vì đó là điều kiện duy nhất mà chúng tôi có thể sống độc lập không nhờ vả đến ai bây giờ. Điều mà tôi quan tâm nhất là trí nhớ suy sụp rất nhiều. Tôi là người giữ gia phả của dòng họ nhưng tất cả đều nằm ở trong đầu, biết ai liên quan với ai như thế nào trong họ là nghề đặc biệt của tôi. Nhưng không một đứa con nào của tôi biết được những mối dây liên hệ gia đình trong gia tộc, ngay cả đến những người em của chính tôi. Không có tôi họ hàng thân thích sẽ trở thành kẻ xa lạ nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố và tôi có thể nhớ đến được những bà con, cô dì, chú bác, ba đời của gia đình bên tôi. Sự tôi phải viết ra trước khi trí nhớ của tôi tụt hết. Thỉnh thoảng vào buổi sáng khi thức dậy tôi lặng nhìn cây cối ngoài phố và tự hỏi tôi đang ở nơi nào. Và đôi lúc tôi đi sang khu chung cư kế cận Nơi có một số mèo hoang và cho chúng ăn những thức ăn thừa Khi tôi cất tiếng gọi thì chúng nhận ra giọng nói của tôi Và bổ xua lại Bây giờ chúng là những niềm vui nhỏ của tôi Đương nhiên những ngày hạnh phúc nhất là những ngày con cháu đến thăm Nhưng chúng cũng có đời sống riêng của chúng Thỉnh thoảng chỉ đến chơi được một lúc rồi về Tôi làm gì cho hết những khoảng thì giờ trống trải sau đó Mẹ tôi, bà đã mất bà năm 97 tuổi Lại những ngày bà sống ở viện dưỡng lão Tôi thường đi xe bus đến thăm bà mỗi ngày, ngay cả khi còn đi làm. Từ lúc đó tôi đã biết cái thảm não của người già trên đất Mỹ. Ngay khi tôi còn trẻ trung mạnh khỏe, các nhân viên điều dưỡng ở đó thường nói với tôi: "Mẹ của tôi có phước lắm và thường có được con cháu đến thăm." Thực sự lúc đó tôi trả lời đó là lối sống của người Việt Nam. Còn những người già khác con cháu họ ít đến, tôi có nhớ một số vị lão thành ở đây ngồi trên những chiếc xe đẩy ngắm trông con cháu hay là người thân. Ngày này qua ngày khác nhưng chẳng thấy ai Có cả một bà cụ Cụ còn sống lâu hơn những người con trai Mỗi ngày bà vẫn ngồi chờ trông Mong hình ảnh người con trai bước qua khung cửa Thật là tội nghiệp khi người ta sống dai như vậy Trong sự cô đơn Ở xứ Mỹ này tuổi già đúng là tuổi lỡ thời Cả hai đều không được người ta kính nể Hay là cho một chút gì quan trọng Còn ở quê nhà các ông già bà lão Thì được nể vị nhất vì họ là những người chia sẻ túi khôn cùng kinh nghiệm cho những người đi sau điều đó không có ở đây không ai muốn nghe tiếng nói của người già họ cảm thấy bị cô lập ngoài vòng ranh giới của con cháu mỹ hóa của họ chúng cười vang về nhiều thứ mà tôi không hoàn toàn hiểu được mỹ đúng là một quốc gia của giới trẻ hơn là giới già như tôi và những buổi chiều mùa đông tôi ngồi nhìn những hàng cây trơ trụi lá tâm hồn lại lạc lõng tôi nghĩ về cái thế giới mà tôi đã biết nay đã bay xa như là làn khói hương trầm và tôi nghĩ đến cố hương đến những mùa lễ tết ở sài gòn đến những đám cưới đám hỏi đến những chuyến du lịch những lần tiếu tít họp mặt gia đình ai ai cũng có mặt con nít chạy quanh người lớn thì ngồi nói chuyện đời chuyện gẫu đàn bà con gái quây quần chung lo việc bếp núc cánh đàn ông thì lại ngồi chén này chén nọ và tôi cảm thấy rất khao khát những ngày quá khứ xa xưa ấy kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng